Xin chào quý anh chị, em là Thuần Hyundai thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em Thuần sẽ giới thiệu cho quý anh chị Hyundai Stargazer phiên bản X cao cấp. Và màu của em xin giới thiệu đây chúng ta đó màu vàng mờ nhá. Cái màu vàng mờ này thì chúng ta sẽ nhìn nó từ giống như màu bạc á. Nhưng mà thực chất khi mà chúng ta ánh sáng nó chiếu vào thì nó sẽ giống như là màu bạc. Còn bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó hơi màu vàng vàng một xíu, nó sẽ nhạt hơn màu vàng be. Đó. Thì trên phiên bản Stargazer X cao cấp này thì chúng ta vẫn có các tính năng như đèn nổ từ xa đầy đủ hết ha. Đó, tính năng đèn nổ từ xa thì nó sẽ giúp chúng ta làm mát xe trước khi mà chúng ta lên xe. Ở đây thì nó vẫn được trang bị đó là đèn full LED có tính năng tự động bật tắt này, rồi tính năng tự động điều chỉnh đèn pha khi mà chúng ta gặp xe đối diện hoặc xe cùng chiều khi mà chúng ta đi đèn pha nha. Bởi vì dòng Hyundai Stargazer X cao cấp này thì đã sẽ được hỗ trợ gọi Hyundai Smart Sense đầy đủ hết. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ được trang bị đó là cảm biến áp suất lốp, cảm biến trước. Hyundai Stargazer X thì có mức giá 599 triệu thì hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá tiền mặt và tặng phụ kiện. Với mức giá lăn bánh và số tiền trả trước và số tiền trả hàng tháng thì em để trên góc màn hình để chúng ta coi. Chúng ta cân nhắc và chúng ta sẽ so sánh với các xe cùng phân khúc khác. Như dòng Hyundai Stargazer X cao cấp thì nó sẽ cùng các phân khúc như Xpander, Toyota Veloz rồi Suzuki Ertiga. Nhưng với mức giá tầm 599 triệu thôi thì chúng ta sẽ so sánh các dòng xe như là Xpander bản Eco, Toyota Veloz bản Cross nha, bản thường nha. Và phiên bản XL7. XL7 thì nó đang có chương trình ưu đãi cũng rất là tốt. Nhưng mà chỉ cho xe 2023 thôi nha quý anh chị. Hiện tại bên em thì đây là xe 2024. Trên phiên bản này nó sẽ có những cái gì nổi bật nha quý anh chị. Đầu tiên đó về cái la giăng. La giăng nó sẽ trang bị la giăng 17 inch lớn nhất cả cho các xe cùng phân khúc với tầm tiền này nha quý anh chị. Và đặc biệt thì nó sẽ giúp chúng ta là có bốn phanh đĩa. Bốn phanh đĩa luôn nha quý anh chị. Bốn phanh đĩa và đặc biệt nó sẽ có giãn nóc, rồi có cảnh báo đĩa mù, rồi có gương chỉnh điện gập điện tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mặt cửa chrome tích hợp nút bấm mở cửa và khóa cửa thông minh. Đó là những cái điểm hay với tầm tiền. Thực sự hiện tại em thấy xe nó càng ngày nó càng rẻ nha quý anh chị. Nếu tầm tiền cách đây 4-5 năm trước tầm 600 triệu thì chúng ta có thể nào sử một chiếc xe mà nó nhiều option, mà nó 7 chỗ một số tự động như chiếc xe này. Ở phía sau Hyundai Stargazer X thì nó vẫn có điểm nổi bật, đó là có chữ X đây và chữ Premium là phiên bản cao cấp nhé. Rồi có hệ thống đèn LED ở phía sau, rồi anten vây cá, đèn báo phanh trên cao. Mức tiêu nhiên liệu hỗn hợp của chiếc xe này thì nó chỉ có 6.3 lít trên 100 km. Về cốp của chiếc xe này thì em đã làm rồi ha. Cốp của chúng ta thì khi mà chúng ta gặp lại như thế này thì chúng ta có một không gian cốp rất là rộng nha. Đây là phía trước, ở phía sau đây. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cổng sạc 12V 180W. Đây là cái cốp phụ của chúng ta. Đó, móc lốp dự phòng của chúng ta thì nó sẽ nằm ở dưới này nha quý anh chị. Thì chúng ta lấy thì bằng cách là chúng ta sẽ gỡ cái này ra, spare thai này, và chúng ta lấy cái vành ốc đó, chúng ta vành xuống là được. Ở Hyundai Stargazer X cao cấp thì nó sẽ khác với cái dòng Hyundai Stargazer X thường. Đặc biệt đó, là nó sẽ có thêm gói hỗ trợ an toàn Hyundai Smart Sense, như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hoặc tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi, tính năng cảnh báo đĩa mù, tính năng hỗ trợ giữ làn đường, tính năng đèn pha tự động thích ứng, rồi tính năng cảm biến áp suất lốp, điều hòa tự động 8 loa bâu. Đó là những điểm khác biệt giữa phiên bản X và phiên bản X cao cấp. Nhưng mà mức chênh lệch của nó thì nó rơi vào khoảng là 40 triệu. Giữa dòng X cao cấp này và phiên bản Premium hồi xưa, phiên bản Stargazer cao cấp hồi xưa thì nó sẽ khác là cái bộ la giăng, bốn phanh đĩa, có cảm biến trước, mà mặt cái lưới tán nhiệt ở phía trước này thì nó sẽ làm đẹp hơn. Và nội thất thì nó sẽ đẹp hơn nha quý anh chị. Đó, em qua bên kia sẽ quay cho chúng ta coi. Đây là góc ở phía trong này để chúng ta nhìn ra. Khá là nóng ha. Giờ em đang quay ở buổi trưa nên nó khá là nóng. Rồi, thì trên phiên bản này thì cái điểm thay đổi lớn nhất đó là chúng ta sẽ có phanh tay điện tử có tính năng auto hold. Rồi. Ngoài ra trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có đó là vô lăng bọc da này, rồi sẽ có điều đèn tự động giống như hồi nãy em chia sẻ, tính năng hỗ trợ giữa làn đường, tính năng giới hạn tốc độ là duy nhất trong phân khúc có ha. Cái tính năng giới hạn tốc độ này là nó sẽ rất là hay, nhiều lúc chúng ta đi vào những cung đường
Mà chúng ta không biết tốc độ nó bao nhiêu và chúng ta sợ là xe của chúng ta chạy lỗ ấy. Đó thì chúng ta cứ xét là 60 km giờ thì chúng ta đạp bao nhiêu thì nó cũng không quá 70 km giờ đâu. Đó là tùy chúng ta cách xét á, khi chúng ta ấn giữ được chữ limit này thì chúng ta sẽ đẩy lên. Thì tôi sử dụng thì màn hình của chúng ta sẽ là màn hình full LCD luôn, sẽ có phần mềm Navitel để chúng ta cảnh báo tốc độ chúng ta được từng cung đường, điều hòa tự động. Cái điểm lớn nhất và thay đổi nhiều nhất của Honda Style cao cấp đó là về cái mặt con ngựa này, nó đã làm sơn đen bóng và nó sẽ làm gọn và đẹp hơn rất là nhiều so với thế hệ trước. Đó là một điểm mà nhà Hyundai lắng nghe người tiêu dùng, đó là về cái mặt con ngựa này. Và đặc biệt cái điều hòa cũng làm bằng sơn đen bóng thì nhìn sẽ rất là tinh tế hơn so với thế hệ trước nha quý anh chị. Thì ở đây thì chúng ta điều hòa thì chúng ta sẽ điều hòa tự động một vùng, có sảy kính trước, sảy kính sau, rồi sẽ có sạc không dây, có tính năng làm mát, rồi anh có tính năng Apple CarPlay và Android Auto, là có tính năng là không dây luôn. Tức là những cái option mà em chia sẻ nãy giờ thì nó là chỉ có những dòng xe mà sang mới có thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có các chỗ để chúng ta để đồ này ha, các hốc này. Đặc biệt âm thanh của chiếc xe này là âm thanh 8 loa Bose. Thì chúng ta muốn nghe thì chúng ta có thể tải nhạc vào cổng USB này, hoặc là chúng ta sẽ vào kết nối Bluetooth và chúng ta sẽ để chúng ta nghe ha. Đó thì dòng xe này thì bên em đang có sẵn giao ngay. Về nội thất của chiếc xe, em điểm em thấy thay đổi nhiều nhất đó là về cái sạc không dây này, cái phanh tay điện tử này. Phanh tay điện tử thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nhất là nó sẽ thiết kế không gian nội thất nó sẽ đẹp hơn. Thứ hai nữa, nó có tính năng auto hold, khi mà chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ thì nó sẽ khỏe hơn. Khỏe hơn. Nó chìa khóa thì chúng ta sẽ có hai chìa khóa, có tính năng start top. Thì không gian hàng ghế thứ hai thì em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có bề tì tay. Đó. Qua phía sau em quay cho chúng ta. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn có là cổng sạc USB. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có cửa gió, chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ gió ở phía sau này. Ở đây thì nó sẽ còn một cái không gian rất là rộng ở phía sau này. Ở đây là không gian hàng ghế thứ ba nha của anh chị. Thì chúng ta vào bằng cách là chúng ta sẽ gặp cái ghế này xuống và chúng ta đi về phía sau. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai nấc để chúng ta ngồi ha. Nấc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó cao hơn, nấc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh ngã hơn, tùy cách mà chúng ta điều chỉnh nha quý anh chị. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có đó là bàn làm việc. Đây là không gian nội thất ở phía trước nha quý anh chị, thì nó đã thiết kế đẹp hơn rất là nhiều so với các thế hệ trước đó. Em đã làm video và quay giới thiệu cho quý anh chị về cái màu vàng mờ của Hyundai Stylizer phiên bản X cao cấp này. Hiện tại bên em đang có chương trình ưu đãi rất là tốt với chiếc xe này, về giảm giá này, rồi về tặng quà tặng phụ kiện chính hãng. Và các dòng xe của bên em là các dòng xe đều sản xuất năm 2024 hết nha quý anh chị. Một dòng xe nhập, các dòng xe như của Xpander hay gì đó thì nó chỉ là năm sản xuất 2023 thôi nha quý anh chị ha. Quý anh chị phải hiểu rõ vấn đề đó. Bởi vì mỗi năm sản xuất thì nó sẽ mất, nó phải chênh nhau một số tiền 20 tới 30 triệu. Có thể lớn hơn tùy theo cái số tiền mà tùy theo cái dòng xe mà chúng ta đang tham khảo. Đó thì bên em đang là xe 2024 và với mức giá cực kỳ ưu đãi 599 triệu phiên bản cao cấp, 559 triệu đối với phiên bản đặc biệt, phiên bản giữa, còn 489 triệu đối với phiên bản tiêu chuẩn, rất là rẻ đối với chiếc xe MPV 7 chỗ số động. Đó. Rồi xin chào và hẹn lại quý anh chị ở những video sau.